Rồi cái bánh xe bò lên được á. Rồi bye bye chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại anh Vũ Thợ Sắt vẫn đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay sở dĩ hai anh em có mặt ở tại nơi này á, vì muốn xem thử khi mà chị đi bán vé số cùng với lại em Tú á, thì trên một cái chiếc xe mới như thế này thì không biết thì như thế nào. Với lại Bùi Hồ cũng muốn cho xem em Tú mà đi nằm trên một cái chiếc xe mới như thế này á, chân của em nó có được thoải mái không? Thì tại vì anh Vũ anh cố tình anh đóng dài ra đến 1m9 nè, để cho Tú có thể ngồi thoải mái tự nhiên hơn. Và cô bác anh chị thấy là cái xe giống như một cái nhà di động á, cũng có hai máy ha. Và chị cũng đã, anh Vũ đã cầm máy để xin tên Vũ ơi, chị cũng đã dình cái miếng bạc ở ngoài nè, ở trong này có miếng màng, nếu như mà mưa thì phủ cái miếng bạc này xuống, còn không mưa thì để có miếng màng cho nó mát đó cô bác anh chị. Và ở trong này thì Bùi Hồ cũng thấy là chị cũng có để gối rồi mền rồi lót lên, và dưới này dán thì với lại cái độ gung xung nhịp của chiếc xe cái miếng nhíp anh Vũ ha. Yeah. Thì Bùi Hồ tin chắc rằng thì chiếc xe này so với chiếc xe cũ á thì nó êm hơn, mới hơn, và đặc biệt là nó sẽ mát hơn, tại vì nó cái phần này nó cao hơn nè, rồi cái phần này nó dài hơn nè, và cái phần xung nhịp ở dưới này nó sẽ cái nhíp của nó làm cho qua những cái dốc, qua những cái độ gồ ghề á, nó yeah, không còn bị cứng giống như lúc trước nữa. Và đặc biệt thì Bùi Hồ hỏi chị là cái chiếc xe mới mà được bạn hàng ở bên hỗ trợ chị có lấy chạy không? Chị nói đang để trùm mền ở trong nhà kìa. Thôi thì chạy tạm đỡ cái chiếc xe cũ, vì cái chiếc xe mới á chưa có được cái biển số xe, nên thành thử là trong một tuần này cũng có thôi. Và bây giờ gặp chị cũng như là Tú, chị cũng chuẩn bị đi bán rồi. Ngày hôm nay thì cũng giống như những video trước á, không biết tại sao là ở miền Tây mấy ngày nay thì cứ mưa suốt à, thành thử là mưa như thế này bán với số mưu sinh cũng khá là cực. Mỗi ngày như thế thì chị dưới phải bán 260 tờ, và buổi chiều phải bán hết sớm trong những cái lúc trời mát như thế này. Ngày hôm sau thì bán khoảng 8 giờ là xong, để tranh thủ cho Tú về nhà còn ăn trưa nè, rồi còn nghỉ ngơi và ngủ nữa. Tại vì Tú buổi tối thì rất là quậy luôn cô bác anh chị. Rồi cô bác anh chị qua đây ha. Bây giờ thì anh Vũ Thợ Sắt tốt bụng đang cầm cái máy quay cho Bùi Hồ. Anh không còn cầm sắt mà anh làm cameraman luôn rồi. Em không chị? Em đỡ đi cái mai làm tiếp tục. Mai là xe này nè, cho nó vừa cái bị này bên kia tháo qua nè em. À nó không được vừa không. Nhưng mà gì thấy đẹp hơn xe cũ không? Đẹp hơn nhiều. Rồi xe cũ này tính để làm cái gì? Để nữa bán cho mấy thằng chả tôm. À gửi lại giá hơn bán phế liệu. Đúng rồi, bán khoảng được nhiêu tiền? Chị không biết nữa. Nhưng mà được nhiêu thì được, có nhiêu thì đỡ nhiêu. Chiếc xe này chạy phải nói là tay lái lùa lắm mới chạy được nha cô bác anh chị. Bùi Hồ phải nói là lái thua chị dứa luôn á. Chị dứa lái siêu lắm. Tại giờ đó chị căng tôm á. Dạ hả? Là đòn chị chở bít xe chưa? Chở đầu hay chị chở ba gác ha. Nhờ cái nghề ngày xưa là làm tôm nên bây giờ mới lái ba gác này được, chứ không ấy là lái đâu có được đâu. Anh Vũ nói lái cái này không biết lái là sẽ cái tay lái nó quơ lắm. Đúng không chị? Anh Vũ anh chuẩn bị cái dây gàng luôn. Dây này sử dụng lâu không anh Vũ? Lâu. Cột á sao luôn chị? Cột cái ba ga mình á. Cột sao? Đây hả? Dạ, dạ đúng rồi. Đây. Đây. Dạ dạ dạ. Đúng cho nó chạy tới. Rồi, vậy là an toàn. Nó không trượt tới trượt lui. Tối em ngồi đây nè. Và anh Vũ anh chu đáo anh chuẩn bị cho cái gối. Lọt không ta? Lọt không anh? Có lọt không? Lọt. Lọt. Anh Vũ anh cũng tinh tế là do cái đường đan này á, cái đường này là khá là nhỏ nên là nữ bị ngang cái chiếc xe là 9 tấc anh Vũ. 8 tấc thôi. 8 tấc là ai cái gì nó chạy ra cũng 8 tấc bằng xe cũ kia. À bằng bên đây có mét rồi. Bên đây là mỗi bên là khoảng tấc. Tắt máy nữa. Làm cái này thì nó không có văng nước lên. Mưa đúng chạy rồi, nó không có bị văng nước lên. Xe kia chắc chạy vậy. Chạy cùng mình hết á. Khi không giọt thì nước văng. À quên nữa, em vừa định hỏi chị này. Ngày xưa lúc mà hỗ trợ chị đó, thì vì sao chị lại nghĩ ra cái cách là lấy chiếc xe tôm mà
chở con mình đi như vậy? Tại vì mình lọc tôm không có. À. Rồi cái mấy người kia nói thôi giờ bán cái số đi. Bán cái số đi mà bỏ nhỏ nhà không được, thôi để em xin người ta mấy thằng đi tòa tiết đó. Mẹ chồng của mấy nhỏ làm đang làm chung á. Rồi nó đi mua phế liệu đó. Rồi nó xin chị từ ngã năm chị chạy về đó. Hỏi ngã năm ở Sóc Trăng hả? Cầu Lấn Chăm đi vô Sóc Trăng á. À. Rồi chị chạy về đó. Xin người ta hả? Xin người ta rồi chị chạy về. Là không có tiền lúc đó, hết tiền rồi. Không có tiền. Làm tôm ăn không đủ nữa, ngày làm nghỉ cả tháng trời, nửa tháng. Hồi sớm chị làm cái này bao lâu? Chút hả? Nó cũng mau mà hả? Nó buộc chứ sao. Có chiếc xe mà ngủ được không? Nhưng mà nãy dài điện không phe chứ kìa. Vậy hả? Nói sao? Nói mà mình mới cho chiếc xe. Mà chị có biết gần bữa nay em xuống cho chiếc xe mới với anh Vũ chiếc không? Không. Tại chị, em chị biết là có chiếc xe này. Dạ. Yeah. Bị gì em có nói chiếc xe này nè. À. Chị biết chiếc xe này. Còn cái chiếc xe gắn máy là bất ngờ hả? À, không biết. À, nhưng mà bán cái số bây giờ lột tôm thì em không phải nói chứ. Không có tôm rồi lột rồi nó tốn công là không có nhiều tiền á. Như đúng chị Hương lột không có nhiều tiền. Chị nói là lột bây giờ cực lắm cưng mà. Ủa, không có nhiều cái sao? Cũng còn lột tôm nữa. Vậy sao? Ủa lột xưởng nào ta? Em cũng không biết mà mấy ngày nay, hai ngày trước chị vẫn còn lột. Không có tôm, bây giờ không có tôm. Giờ không có tôm. Lột mấy giờ mới đi? Đi chị bị đi. À, em ở đây em đợi ha. Hay là sao? Vô trong luôn. Chào anh Thích. Dạ. Em tên gì? Em tên gì? Em là Vừa. Bạn biết em hả? Tú gồng quá luôn kìa. Gồng quá lắm. Có nửa gồng mẹ ấm không nổi. Nhưng mà nghe. Ở Long An cũng có một cái chàng trai cứng đơ như một khúc gỗ á. Không. Gồng ấm đâu nổi đâu. Gồng ấm không nổi. Tột cái nệm xuống rồi chị. Để đi. Cái gồng cứ ngắt khó ấm quá. Để ông dẫn ông lấy. Qua được không anh? Anh Vũ đẩy xe xích vô giùm em với anh Vũ. Anh nghiêng nghiêng xe qua là được rồi. Ồ anh Vũ đằng kia rồi. Rồi. Con nằm đây mẹ dẫn lấy đi. Rồi lấy con cho con ra. Nằm đi nha. Tú là phải nghe chị dứa nói là ơi. Ê. Ơi, sợ quá. Giống như em bé nhờ, phải có tạ sữa hết à. Chị dứa nói vậy á. Mưa rồi. Ây, mưa rồi. Mưa cô bác chị á, không biết sao luôn. Cô bác anh chị thấy một cái cô gái như thế này á, cũng từng có chồng rồi, bây giờ mắc một cái căn bệnh lạ giống như trẻ lên ba, mỗi cái sinh hoạt đều phải trông chờ vào người mẹ của mình hết rồi, và thậm chí là phải nói là người em cũng cứng, gần như là cứng đơ như một khúc gỗ vậy đó. Cái quạt đó chị?
lấy cái quạt lên bật lên cho Tú để hầm. Mẹ liền. Rồi đây con. Ông chạy bữa nào cũng mưa nhỉ. Sao giờ nào cũng mưa hả? Cái quay là mưa à. Hôm qua có mưa không? Không. Vậy hả? Ở trong này mát lắm. Ở trong này nè thì nhờ nó cao nó thoáng hơn cái chiếc xe cũ. Bữa nay chắc ta hỏi chị có tiền đóng mà. Rồi con nằm dưới đây được rồi. Nhưng mà xe này bằng xe kia luôn đúng không? Bằng luôn. Bằng mà có chiều dài hơn. Con đừng khóc nha. Cái bác khỏe mà khóc gì? Rồi. Gì con vậy uống nước ở. Uống nước hả chị? Rồi, uống luôn. Có luôn. Ơi mưa rồi. Mưa rồi tí xíu đi hay sao hay chị chạy luôn? Hả? Mưa gào hả? Nhưng mà Tú nằm ở đây thì sao? Thôi chị cứ chị giấy tấm màn này ra dần chị. Gần hết rồi. Không sao luôn. Hình như là chắc là chị bán đỡ hơn những người khác đúng không? Nhanh hơn đúng không? Có một cái điều như thế này nè, tình người tình làng ở xóm, thậm chí là tình người ngay tại Đắc Vân này á, cũng dành cho những sự ưu ái cho mẹ con của bé Tú á. Là khi mà Bùi Hồ chia sẻ được cái đoạn clip lên á thì rất là nhiều người đã mua vé số ủng hộ cho mẹ con của bé Tú. Có những người không mua thì lại cho tiền, có người thì lại cho gạo vào những ngày trong tháng 7, thì có người thì lại vừa mua vừa cho, mỗi người chung tay nhau một ít á. Anh nữ là cuộc sống cũng hay, của gia đình cũng đỡ lắm, mà bây giờ lo nhất là anh thích anh đang bệnh rất là nặng thôi, còn bé Tú thì tương lai thì mập mờ lắm, cũng không biết như thế nào nữa. Mong sao thì mọi người đều mong có một cái phép màu đối với em, tại vì cái tuổi của em cũng còn khá là nhỏ, năm nay chỉ mới 26 tuổi thôi. Ngày là bán được 2.6 triệu chứ ra nhầm thi hơn 3 triệu hả chị? Được 3 triệu không? Ủa 2.6 triệu? Là phải hết bán vốn lời luôn là được 2.6 triệu. Được không? Được khoảng được 3 triệu không? Trong tới đâu? 2.6 triệu rồi khoảng 300 ngoài. Có nghĩa là khoảng 2.7 triệu thôi chứ không tới 3 triệu. Vô đây đi chị, mưa lại có 2.6 triệu thôi. Mà mình bán cái lẻ lẻ. Phải cho nhiều ha. Người ta có cái bao giờ người ta tò mò là người ta không biết á, ta lại coi ở trong người chở là ai không? Không, ta biết, ta thấy đăng là ta biết. Vậy hả? Chị vô phòng trọ chị bán á, người ta mới coi hồi nào hồi hôm. Ồ vậy hả? Phòng trọ nào Tăng? Phòng trọ Tắc Văn. Dạ hả? Chị nói là sao? Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó, mà ủng hộ số đi. Người ta không muốn mua, người ta cũng phải muốn mua. Đúng rồi, người ta không quý số, người ta cũng mua tờ, người ta cũng mua nữa. Thành nữ là mình thấy cái tình thương như vậy, tình người như vậy, mình thấy cũng đỡ tủi lòng hả chị ha? Mưa ơi, mưa rồi, cô bác anh chị ơi, chị coi nó có dột không? À, có một cái lỗ nhưng mà đây là sóng trên nha. Sóng trên anh Vũ làm khéo lắm, không bao giờ dột đâu. Tại vì cái sóng nó nằm ở trên đó chị, nên hạt mưa nó không thể nào rớt xuống đó được. Có này không hầm á, nó lại khỏe đó. Khỏe không tôi con? Khỏe không? Khỏe không? Có này khỏe không con nói mẹ nghe. Mát hơn á chị, hình như mát là hơn. Em cảm giác là lần trước á, mà khi mà ẩm bồng Tú lên đây á là khó chịu lắm, cái chân phải rút lại nè. Bây giờ thì cái chân lại
Đây thẳng ra nè. Thẳng tới dưới luôn nè. Thẳng tới dưới luôn rồi. Dạ. Ồ vậy là tú cao gần 1m7 hả? Thẳng tới dưới luôn nè anh Vũ. Ôi trời. Anh nghe dò được rồi. Tới dưới luôn đó. Ở cái này là công đức vô lượng đó anh Vũ. Tại vì khi mà cái chân nó khó chịu, máu nó chạy không đều quá. Nè đừng khóc. Mà sao anh lên cái ý tưởng là thẳng ra em nhìn em có em thấy coi em tưởng là coi vậy mà anh Vũ hay quan sát tinh tế á. Đúng không chị? Mà em có đâu có nói với anh Vũ đâu, anh Vũ tự ý kiến với em á. Em thấy anh quay nước này em thấy cái xe nó quá ngắn rồi. Rưỡi à. Đúng là thợ mà thợ cái thợ sắt. Con nằm gì đi. Chị á muốn chạy chiếc xe gần gần này á thì dư cái số tiền còn lại á ngày mai chị thay vỏ. Thay vỏ trước. Thay hai vỏ luôn, gắn kiến hậu vô. Ừ. À, rồi bơ gắn kèn vô cho kêu để cái nào cũng kêu chứ có kèn không kêu à. Thay hai vỏ đi chị. Thay hai vỏ đi đâu có nhiêu tiền đâu. Chừng 500 ngàn, 5-600 ngàn gì đúng không anh Vũ? Hai vỏ tốt đi, 600 mấy. Hai cặp vỏ đi nó an toàn lắm, mưa này nguy hiểm lắm chị. Dư gì chạy không sợ. Anh Vũ ơi, có cái cách nào mình gắn cái quạt nào ở trên này nó có thể quạt xuống được không ta, quạt điện mà nó quạt xuống được không? Yếu quạt cái xìu. Đây quạt nó yếu mà. À, và hồi đó phải mình làm một cái bình, làm cái nơi để cái bình ắc quy á, ở đằng sau. Có nghĩa là khi mà nếu như mà được cắt nhà ha, anh sẽ làm một cái hàng, cái nơi để bình ắc quy. Cái chỗ đó đựng cái bình. Đựng cái bình ắc quy. Tại sao đó anh cầu điện lên đó trên quạt xuống. Đúng không? Chị. Em nói với anh Vũ là chừng nữa để cái bình đằng sau nè, làm cái bình ắc quy á. Làm cái nơi để cái bình cầu điện lên cái quạt ở trên đó. Ở đây thôi khỏi để quạt đây. Cái quạt yếu là yếu. Không, cái cây sắt xuống đây nè. Có nghĩa là làm ở trên này xuống đây nè chị. Giống như quạt tường vậy á. Nghe không? Thòng xuống. Xuống quay. Đứng tại chỗ. Được không? Quay này mình mua cái quạt khác, mua cái quạt mà nó đảo được á. Nhưng mà có loại quạt bình nữa. Thì nó cho Tú khỏe hơn. Chứ ngừng lại gì là hầm lắm chị, nói chuyện không được mà. Đúng không anh Vũ? Dạ đúng rồi. Phải lúc đó mình suy nghĩ ra cái đó luôn á, mình làm luôn cái mua cái quạt gắn vô ha. Thôi nhưng mà từ từ cái mình phát sinh ra nhiều thứ. Mới ở chưa biết. Đúng rồi, nhưng mà gì là quá tuyệt vời rồi. Nó hai máy nó che nó ấy lọt ngoài đâu có tạt chứ thấy trong thế nào. Không. Còn nó kia tạt theo sóng nó tạt hai bên. Mà chị biết không, anh Vũ anh tinh tế lắm. Thay vì là cái máy ảnh làm cái này nè, cái sóng này nè. Đó. Ở nhà mình á là sẽ để cho nó dài ra. Tuy nhiên mình chạy ngoài đường á là mình phải làm cắt cho nó sát cái cây sắt để không có quẹt vô người ta. Để trúng người ta. Còn mình là mình để cho nó dài ra đúng không? Đó. Đúng là ông thợ lâu năm có khác, có tâm. Chứ bình thường là anh Vũ là cắt để cái máy kết đồ ra không à. Nhưng mà cái nhà này, nhà di động này quá êm rồi. Thật ra là không có ai muốn nằm ở trên một cái ngôi nhà này á. Chỉ vì bắt đứt dĩ vì cuộc sống mà phải chị dứa phải đèo con mình đi như vậy thôi. Chứ cũng mong là mọi người hiểu thêm ha. Bình thường đứa xe này em chạy không được đâu chị. Sao hai chạy? Anh Vũ chạy không à? Em chạy thử không? Em ngủ trên vai coi. em mệt quá, em ngồi sao em ngủ chập chờn á. Không mạnh mẽ, em mong manh dễ dở. Dạ. Em lái xe này đâu được. Có bằng lái nhưng mà không biết lái. Nữa la, con nữa khóc gì không? Ừ, nè. Nè con. Nè đây nè. Ơi. Đâu là duyên số của mọi người mình cũng không có biết được nữa. Sớm giờ có ai mua chưa? Chưa em. Dạ, nay bán 260 hả? Lựa cho em với anh Vũ đi, em tặng anh Vũ 10 tờ, em 10 tờ.
Con đừng có la nha, anh cười đó. Mua số này cũng cũng hài hước lắm nha. Hài hước là như thế này. Lần trước thì thấy chị về sợ về trễ, bán tới trưa mà chưa có hết. Thì Bùi Hồ mua hết luôn lần triệu mấy. Thì cứ nói là Bùi Hồ là đại gia. YouTube bây giờ giàu lắm, mua vé số là mua lần triệu mấy vậy á. Cái lần sau chị mới mở hàng đi bán buổi chiều như thế này, mưa như thế này, thì Bùi Hồ với lại một đồng với Úc Đồng Tháp ủng hộ 5 tờ. Thì nói là đi ô tô mà lại mua có 5 tờ, đúng là bây giờ không biết nói sao. Bây giờ số sao bây giờ mua 20 tờ không biết nói sao nữa nè. Hả anh Dũng? Thấy đủ thứ ha. Chị không lấy sao chị lấy? Đi đòn vậy con. Nhưng mà mỗi chị lấy cho em mỗi thứ là hai ba tờ nha. Hai ba tờ, hai tờ chia đều cho em với anh Vũ để thông người trúng nhiều người trúng ít á. Người tính đây mẹ đây nè. Ở gì cho mua hết nhiêu đó là 2 triệu mấy luôn á. Về mẹ đây nè, về không có tiền, hai anh em không có tiền đổ xăng về luôn. Con nằm lấy mẹ đây nè. Mẹ ơi đừng có bình luận ác nghiệt nữa, cô bác có gì bây giờ không biết mua nhiêu tờ luôn á, không dám mua 5 tờ mà không có tiền để mua hết cuồng luôn. Bây giờ mua 20 tờ cũng nói à. Nhiêu tờ rồi? 18 tờ được rồi, cho chị 2 tờ đó. 2 tờ chị lấy giống giống hả? Cho hai anh em chị giống nhau. Giống nhau rồi, chị lựa hai anh em chia ra dùm coi, để hai anh em dài cười lộn đó. Con đừng có la. Chia ra cho đều nha. Con đừng có la. Chia giống như chia bài vậy. Con đừng bị đoan giờ nè. Con rồi anh Vũ 10 tờ này em tặng anh. Không không, anh Vũ anh tặng quá trời nhiều rồi. Ảnh đi làm thì với em mà em quay clip rồi ảnh biết sao không, ảnh uống nước ăn uống gì anh trả tiền hết à, anh dành hết à. Bây giờ đi chưa hay chút xíu nữa mà đi. Mưa đó, mưa uống nước hả? Trời ơi thấm giọng hoài chắc tôi chết. Ôi chỉ có mẹ mới hiểu được con mình như thế nào thôi, đúng không anh Vũ? Chứ mình đâu có biết sao đâu. Thấm giọng hoài luôn. Trời mưa vậy, mình ở trong đây mà ướt mà nó thấm giọng rồi, ta uống nhiều nhiều đi. Nè con. Uống nhiều nhiều đi, đừng thấm giọng hoài. Cái mẹ chua vô ướt mình con. Thấy không? Uống vô ướt mình con. Ủa mà làm sao biết thấm giọng ta chị? Nó nút, ủa là làm sao mà biết tú thèm nước? Nó chua chua mỏ. Chua chua mỏ hả? Chỉ mình chua chua mỏ. À còn ví dụ như nực thì nói sao? Nó nực nó vậy hả? Lạnh đấy mẹ, lạnh, con lạnh. Dạ hả? Nói tiếng con lạnh được. Con lạnh được hả? Trong trong cái sự cái tiếng nói nó không được rõ ràng à. Thì chị Dứa là người dịch hết tất cả và có thể học, mặc dù chưa qua trường lớp nào vì những cái cử chỉ những cái hành động, nhưng mà đối với một người mà đủ cái tình yêu thương của mẹ dành cho con á thì chị có thể làm được tất cả. Mấy miếng kia là nó nhiễu lại luôn. Miếng kia là nhiễu xuống dưới này luôn hả? Còn miếng này học có nhiễu không? Ngoài luôn mà, đâu có nhiễu đâu. Thấy không? Thấy không con? Thấy không? Thấy rồi đi nha, bán nha. Rồi mẹ đi, mẹ đi. Em có mưa không lấy, mưa chị? Không, em không có đi theo chị nữa. Ở đây được rồi, để hiểu được cái lúc chị đi ra, chứ đi theo chị thì chị vẫn bán thôi. Sợ mấy người kia mua số rồi ngại nữa. Nên là nữ thôi, chị cứ đi đi ha. Em với anh Vũ phải tranh thủ về lại nghỉ một đêm ngay tại Cà Mau, ngủ ở thành phố Cà Mau một đêm rồi sáng ngày mai về sớm á. Rồi chị cũng cảm ơn em anh Vũ nhiều ha. Dạ cảm ơn anh Vũ, ngày mai mốt kết bạn với lại vợ của anh Vũ nói chuyện để nói cho ông đi xuống vài lần nữa. Buổi chiều mai bán đất ha. Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, dù sao thì chuyện gì cũng cố gắng vượt qua và cố gắng giữ gìn sức khỏe như vậy ha, và em tin chị sẽ làm được. Đây là một trong những buổi chiều mưa mà lại em là chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị cũng như là bé Tú cho cô bác anh chị biết được luôn. Lúc kia nhiều mưa hơn nữa chị vẫn đi được hết trơn. Rồi thôi xả xuống đi, tại vì mình lấy số rồi mình phải đi.
Chứ không đi là ngày mai bán đuối hả chị ha? Mai mai bán là em thích nữa, cho nên đâu bán được. À, với lại bé Tú cũng ấy ha. Không thích, không thích là đâu có đi xa được. Quậy lắm. Cái tấm màn này cũng được, không cần cần thay tấm màn khác. Em thấy cũng được rồi. Chị tặng chị lên nè. Ừ. Mua tấm màn khác cũng tốn tiền nữa à? Tốn tiền nữa. Chị được đây cái xong. Nhưng mà sao anh Vũ anh đo lên anh dừng tới cái này hay ta, anh không hỏi em mà sao anh dừng cho khỏi người hay à? Nửa mét không anh Vũ? Cái nào? Có nghĩa là từ cái bệ của Tú nằm à, cho đến lên đây nè. Em lấy 3 tấc rưỡi à. 3 tấc rưỡi ha. Lấy 4 tấc mà sợ chị ẩm lên. Cao quá, ẩm như xe đó chị dạ. Dựng lên cái là chị. À cái này là mấy tấc? Em thấy cái này nó cao rồi. Tới 5 tấc. Cái này là 5 tấc rồi. À ẩm lên không nổi đúng không? Ẩm lên chị gồng lên muốn chết luôn. Gồng lên mệt. À, rồi thôi, hai mẹ con đi bán đi ha. Đi rồi. Rồi con chạy lên đi bán nhưng mà trên một cái chiếc xe mới. Ây da. Ồ cái bánh xe bò lên được á. Rồi bye bye chị. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị tất cả các quý mạnh thường quân đã xem video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Bye bye.